Cổ phiếu VinFast tăng gấp đôi, ông Phạm Nhật Vượng trở lại top 30 người giàu nhất thế giới. Mở cửa phiên giao dịch ngày 22 tháng 8, cổ phiếu VFS của VinFast ở mức 19 đô la một cổ phiếu và duy trì sắc xanh tăng điểm trong phần lớn thời gian giao dịch. Có thời điểm, giá cổ phiếu VFS tăng vọt lên mức 41,5 đô la một cổ phiếu, tương ứng với mức vốn hóa 95,5 tỷ đô la, vượt qua BYD để trở thành nhà sản xuất xe điện có vốn hóa lớn thứ hai thế giới khi thời gian trôi về cuối phiên cổ phiếu VFS chứng kiến nhịp điều chỉnh nhẹ và đóng cửa ở mức 36,72 đô la một cổ phiếu nhưng vẫn tăng gấp đôi so với giá đóng cửa phiên giao dịch trước. Với kết quả này, vốn hóa của VinFast đạt hơn 85,2 tỷ đô la, cao gấp đôi vốn hóa của GM24, đồng thời lọt vào top 5 hãng sản xuất xe điện có vốn hóa lớn nhất thế giới. Cũng trong phiên giao dịch ngày 22 tháng 8, khối lượng giao dịch của VinFast trên sàn Nasdaq đạt 19,3 triệu cổ phiếu tăng vọt so với mức bình quân khoảng 2 triệu cổ phiếu một phiên trước đó và 6,7 triệu cổ phiếu trong phiên chào sàn hôm 15 tháng 8. Sự thăng hoa của cổ phiếu VFS giúp tài sản của tỷ phú Phạm Nhật Vượng tăng thêm 20,3 tỷ đô la, lên mức 43,7 tỷ đô la. Theo Fox Real Billionaires, ông chủ VinFast hiện xếp ở vị trí thứ 27 trong danh sách những người giàu nhất hành tinh, xếp hạng 4 ở khu vực châu Á và là tỷ phú giàu nhất Đông Nam Á. Taxi xanh SM của tỷ phú Phạm Nhật Vượng tăng vốn điều lệ vượt 5.600 tỷ đồng. Dữ liệu cập nhật tới ngày 8 tháng 5 năm 2023 của Việt Tham cho thấy, công ty cổ phần di chuyển chuyển xanh và thông minh GSM, chủ hãng taxi thuần điện xanh SM do tỷ phú Phạm Nhật Vượng sáng lập đã tăng vốn điều lệ từ mức 3.000 tỷ đồng lên 5.650 tỷ đồng. Trong đó, vốn góp bằng VND chiếm 50%, tương đương 2.825 tỷ đồng, phần còn lại là vốn góp bằng tài sản khác. Nếu các cổ đông góp đủ số vốn đã đăng ký, GSM sẽ bỏ xa nhiều doanh nghiệp tên tuổi trong ngành taxi về vốn điều lệ, chẳng hạn như Vinasun cập nhật tới cuối quý 2 năm 2023, quy mô vốn điều lệ của công ty cổ phần ánh dương Việt Nam Vinasun, mã chứng khoán VNS đạt 678,5 tỷ đồng, trong khi quy mô vốn chủ sở hữu ở mức 1.415,5 tỷ đồng. Bên cạnh đó, từ tháng 7 năm 2023 đến nay, GSM cũng bổ sung thêm nhiều ngành nghề kinh doanh, nâng tổng số ngành kinh doanh đã đăng ký lên 30 ngành. GSM được thành lập vào tháng 3 năm 2023 là đơn vị cho thuê phương tiện giao thông xanh và đặt xe điện đa nền tảng. Với quy mô đầu tư 10.000 ô tô và 100.000 xe máy, ban đầu, công ty này có quy mô vốn điều lệ 3.000 tỷ đồng, trong đó, ông Phạm Nhật Vượng góp 2.850 tỷ đồng, tương ứng tỷ lệ sở hữu lên tới 95%. Ít tuần sau khi đi vào hoạt động, GSM đã ký kết thỏa thuận đầu tư và hợp tác với B Group nhằm đưa ô tô điện và xe máy điện vào hoạt động dịch vụ vận tải công nghệ tại Việt Nam. Sau Taxi Xanh SM, ngày 14 tháng 8 năm 2023, GSM triển khai thêm dịch vụ Xanh SMi sử dụng xe máy điện VinFast Felix S để cung cấp dịch vụ chở khách. Đến ngày 19 tháng 8, GSM tiếp tục ra mắt dịch vụ đặt taxi điện chọn gói xanh Plus, dịch vụ mở rộng của sản phẩm xanh SM Luxury, vận hành bằng xe VinFast VF8. Chồng bà Trương Mỹ Lan mạnh tay bán tháo nhiều bất động sản ở Hồng Kông. Theo Bloomberg, ông Eric Chu còn gọi là Chu lập cơ phu quân của bà Trương Mỹ Lan đã và đang giao bán nhiều bất động sản từ khách sạn đến căn hộ cao cấp ở Hồng Kông. Ông cơ được cho là đã lỗ đập ở một số giao dịch. Vị doanh nhân này được tin rằng đã bán một khách sạn ở khu vực Tin Hào với giá chỉ bằng một nửa giá ông đã mua vào năm 2017. Bên cạnh đó, ông Chu Lập Cơ đã bán một dự án khu thương mại và nhà ở đang xây dựng ở Quarry Bay với giá 412 triệu đô la Hồng Kông cho Wang On Properties thấp hơn nhiều số tiền 678 triệu đô la Hồng Kông mà ông Cơ đã trả vào năm 2018 dù đã thực hiện các giao dịch trị giá ít nhất 1 tỷ đô la Hồng Kông trong vài tháng qua, nhưng theo ước tính của Bloomberg, vợ chồng bà Trương Mỹ Lan vẫn còn sở hữu nhiều bất động sản thương mại trị giá 8 tỷ đô la Hồng Kông, khoảng 1 tỷ đô la Mỹ tại Hồng Kông. Các tài sản này gồm tòa nhà Nexus Building, hai tòa nhà tại khu vực trung tâm kinh doanh Hồng Kông, cùng một số bất động sản tại Sevenet, dự án cao cấp tại khu Zepic. Theo Sinh Tao, một người mua đã trả giá 6 tỷ đô la Hồng Kông cho tòa Nexus Building. Trong khi, theo một số đơn vị môi giới, Toàn bộ bất động sản của ông Chu Lập Cơ đang được giao bán, các tài sản này thuộc sở hữu của ông cơ, bà Trương Mỹ Lan, con gái hoặc các công ty liên quan. Phu quân của nhà sáng lập Vạn Thịnh Phát thường được truyền thông Việt Nam mô tả là doanh nhân bất động sản tại Hồng Kông. Tuy nhiên, truyền thông quốc tế thường gọi ông cơ là doanh nhân người Việt. Ông Chu Lập Cơ nổi danh trên thị trường địa ốc Hồng Kông từ những năm đầu thập niên 2000, được cho là đã sử dụng nguồn tiền từ hoạt động kinh doanh của bà Trương Mỹ Lan ở Việt Nam để mua lại nhiều bất động sản ở nước ngoài. Việc bán tháo bất động sản ở Hồng Kông của ông Cơ diễn ra sau khi bà Trương Mỹ Lan bị bắt với cáo buộc gian dối trong phát hành và mua bán trái phiếu, chiếm đoạt hàng nghìn tỷ đồng. Ở một diễn biến khác, như Việt Tham từng đề cập, VivaLand doanh nghiệp bất động sản được cho là có liên quan tới nhà chủ Vạn Thịnh Phát cũng đang tìm cách bán bất các khu đất vàng ở Singapore. VivaLand nổi danh trên thị trường địa ốc Singapore với thương vụ 130 triệu đô la Mỹ để mua lại SO Singapore trong năm 2022, qua đó thiết lập benchmark mới cho thị trường khách sạn ở đảo quốc này.